Alo, xin chào các bạn. Ngày hôm nay Minh Đạt và Ba sẽ cùng tiếp tục sẽ quay game Huyền Thoại phần 3 sau khi đã tiêu diệt được con cầu gai ha. Đúng Chúng rồi. ta lên đường tiếp tục đánh tới bãi yêu nhìn nhện. Wow, mấy yêu nữ thật là xinh đẹp. Các bạn thích vô bấm like cho Minh Đạt nha. Và đăng ký kênh của Minh Đạt. Cái bụng bắt giới chữ đi đây nào, cứ về sẵn đi luôn, chữ ra nó hết giờ á. Cái lá bụng con đi chữ đi nó vừa đi gọi nhà đủ khí chạy chạy sắp hết giờ rồi, gần quá vừa kịp lúc. Nó đâm mình đẹp, nó không có là suy gì là thứ bạn thôi mất. Nhìn hết chưa? Đi, chạy. À! Nó cho có 25 giây à. Tôi đứng nhanh lên được. Nó con này nó võ sĩ tài ba, nó tay nó rất là dài. Có ba được mà. Mà nó sắn mình không nó mất máy. Nước lửa kia nắng. Đó à. Đó kìa. Ăn hết hai cái đi cho đầy máu. Nhiều nó ưu tiên đó. Đi. Này 50 giây được nha. Cái này chưa mấy chiến á, để tiêu diệt con gì nữa. Những cái chiến nha. Còn được 5 cái, 6 cái rồi đó. Bảy cái rồi đó, mới ăn cái thứ bảy nữa. Gì đấy, gì đấy đó, tới cái tháp, tháp cái miệng đi. Tiêu diệt đó. Sao cái gì mà rất đập 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 ba cái luôn trời, đập xung quanh luôn vậy, là cái nào vậy đó? Đập ba cái xung quanh đó thì chiêu mất máu, giống như con yếm logo hả? Ừ, hết giờ mới chơi đúng không? Ừ. Này mấy con nhện con nó bò nó đụng mình rất là khó chịu đó, mới nói xong thấy ra mày. Chữ ba. Đúng rồi. Cái này chơi cũng vậy hả? Ủa, con này trong lắm. Đúng ba cái thứ cả. Còn thủ ở rút đâu phải như gì chính thì nó chết đâu. Nó chưa nó ủi. Ủa, cái này con đúng vậy. Cái gì vậy? Dán nó lại. Đấy. Ngoài đời chắc kinh khủng khiếp. Stan. Cái là vui. Quần. Tới chú ban cái bức tượng đấy đạt. Vậy là đạt. Rồi lại con lấy chữ con đi. Cái giáo này kìa. Cái chữ mới, cái chữ mới, cái chữ. Đó, ban lại dùm con đó. Rồi thức bản kìa. Con này con chơi một cái đi, con chơi một cái đi. Chơi cái chữ á. Rồi thôi thôi chơi nữa. Con sáu chữ rồi, con chọn cái chữ đi. Ủa Đức, ăn cái hồ hay xí ào hó chưa? Mới ăn cái hồ hay xí ào hó chưa vậy Đức? Rồi. Ăn cái gì? Hồ hay xí ào hó là cái giáo á. Cái giáo.
cái này đừng có đánh trực diện nó, đánh né nó qua một cái á. Đánh cái chạy. Đánh cái chạy. Trời ơi, nhanh lắm. Ủa, nó nhanh thiệt, nó phun ra độc luôn. Ây da, nó chém xa thiệt. Con chém mà cái chết luôn. Chơi từ từ quá. Thôi đi bà. Tan tan. Tan tan. Con cá táo nhưng con câu áo là đứt rồi. Hả? Rồi cái thật câu gì đó. Thôi cái cái này nó chết rồi. Ủa, ấy nó không được. Ai da, trời, nó tấn công nhanh vậy mà cũng trúng ba nữa kìa. Còn cái giáo đi, hơi xíu máu ba cái giáo một chiếc cơm. Ai da, nhìn xăm đâu nữa rồi ta. Mình đứng ăn lá bùa đi. Để ba đi ba. Ôi chứ khi khoan thôi con ăn đi. Khoan đi ba hết đi. Con nhầm xăm đi, con nhầm xăm đi. Mất má ổ. Xích đi gần á hụt. Thôi thôi anh trưởng. Để tôi quá, 4 cái liên tục rồi. Để ba. Trời ơi, chơi nó để đánh anh trưởng đi. Để trời ơi, con chơi yên nhìn nhận. Trời, muốn làm một cái mất nửa máu luôn. Thật là lợi ghê gớm. Đánh liên tục luôn. Đi bà chơi, con đánh ra đi, con bò hoàng hiện đâu á. Những chú rồi, chú còn ít máu. Nghe cái chết liền. Cái con này dễ nhưng mà chơi hơi lâu á. Đừng có nhẹ đâu chết đó. Rồi ăn máu đi. Tôi nhìn xong. Tôi xong. Tôi nhìn xong đi. Quay đi nào. Rồi con lên cho thi chiến đi. Ây da. Hồ lô uống được. Hồ lô. Chơi hồ lô. Chậm quá. Đúng rồi. Con bơm cũng được. Lâu quá mà bị chơi trộn rồi, đầu chơi cũng lâu lắm rồi. Ủa đứng này chơi đi từ ý ba là bồ. Rồi để ba. Này để ba. Ôi nó rút máu kìa. Con chơi có mấy chiến mà nó rút máu nó sợ luôn không. Mấy con dịnh con này rất là khó chịu. Thôi để ba đánh ra đi. Đi. Thôi ba ra tay. Con chơi có mấy chiến. Chết đi. Ba cái rồi về thiệt.
ba là con đây. Trời bó cười không, không kịp rút luôn hay không? Má không kịp rút luôn hả? Trời, cái con đó nó kêu quá. Mày á bưởi, mày thật ra tao coi máu đi luôn, hết đi. Chiên chiên. Thằng máu. Ba lập công nhưng mà nó kiều bằng cái chích queo. Ba đứt lập công, nó kiều bằng cái chích queo. Trời, nó chắc chắn được. Một rán nữa, ba rán nữa. Ừ. Trời ơi, con đó. Con thì khỏi lập công bởi vì con quá trời mạng luôn nè. Ừ. X mạng luôn, vô hạn mạng luôn. Chúng ta đã tiêu diệt xong rồi con. Con. Dạ, đây là con đại bàng đánh cũng dữ lắm nè. Nó cũng bắn kìa, tè tè tè, khó gì lắm. Con sư này hay có chứ. Hả? Ôi nâng. Bỏ cái lửa đi. Xuống bỏ cái lửa. Lửa nó cùi lắm. Lửa cùi nhắc. Ây da, vậy mà cũng trúng được, thấy thiệt. Trúng mình ba cái luôn. Vậy ra trúng ba mấy con yếu. Không hụt luôn. Tên. Để ra dán lại nha. Rồi chúng mình dán lại. Rồi lấy tháp, cái tháp. Thôi được rồi, hỏi thì cái kính được. Thật không cái kính. Cái bài. Cái bài khó chịu. Cái tháp của mẹ cũng được rồi. Cái tháp người chừng khó lấy lắm. Chúng chơi ở đó, cái tháp xuống rồi đó. Căng. Mày có bể với chuyện chứ nhá. Thôi được rồi. Tháp từ từ ra đây. Như cờ bông. Chơi tháp. Chơi. Đó. Gì mà trúng. Xảo game. Xảo game, ào máu ra. Ăn gì nữa đâu ba mấy con đủ xui. Hảo game, máu game, máu game, máu game. Hảo game. Hảo game. Người ta gọi đó là hảo game. Từ từ mới đứt phải đi ra đi lại. Canh của ăn máu này con bị cái đó nó đè xuống. Đủ xui đúng rồi. Hư cấu à. Đủ xui lắm rồi máu. Con này con gì cũng không biết luôn. Con này con hàng lang. Gì? Con này là con hàng lang. Con xanh xanh này nè. À. Máu kìa, máu kìa. Cái gì vậy? Máu, máu, máu. Chị xin mình đẹp với dòng mấy quá. Đây nó chui ra từ trong miệng núi lửa. Hình như mấy con đó nó cũng bị ấy bị đè luôn á. Bên trong nó đè hết. Hả? Ây da. Cái đá này rất là khó chịu luôn. Nữa, nãy giờ bị ba cục đá đè. Con hai cục. Cái là nó không cho mình gì, nó cười nhạo mình đó. Con chỉ cần phát một cái. Đúng là cái miệng này cái gì.
Con vô nha, con vô. Đập cái đó, đập cái đó. Cười mày, cười mày, cười mày, cười mày. Không, lát xuống nó mới giữ, bây giờ nó cầm hơi bú lát xuống nó đẻ. Này chứ còn chiếc ép sát nó cũng vậy thôi. Nó hơi yếu mà, nó chưa tung hết thì chưa nó ra đúng không? Thì lát mình chơi rồi. Bây giờ mới mượn. Nó lặn xuống lú lửa. Đúng rồi, lặn xuống giữa là nó. Lúc này là hơi khó bởi vì mới bao mấy cái chỗ. Không mà quýnh con này ít đồ. Tới cái chiến kìa. Hay quá. Từ đó. Hả? Thì anh nói là em mở mồm mẹ nó canh mẹ. Vô kia đi chứ vô. Má con này mà có ăn gì nữa hoài vô. Ủa, mình sao nó càm mình đánh nó chết queo luôn. Con thích làm cây giáo, con biết chơi cây giáo con hay không? Ủa? Thì con đậy rồi, con ba cây con đậy rồi đó. Ê, đừng có chơi nữa. Ủa, nó nhặt hả? Ờ, không lo nhặt lo làm gì không, con được ba cây giáo con đậy rồi, hiểu không? Rồi lên nè, ba nó cho ba cây giáo thôi. Cái này phải cần hai người. Một từng người vô trước, con được biết. Tới con đi. Con vô cái bước ra liền. Đó. Cây đâu phải qua cửa khác. Không. Rất nghe nhặt kết quả. Ủa. Anh chắc là xạo quá. Nên nhặt hoàng thiên đao rất nhặt rồi. Điều gì cho đánh khó lắm. Ừ, đổi ba. Vậy con hả ba? Con chưa một cây hoàng thiên đao luôn nên nó chơi nhà. Hai cái chưa cùng một cái. Rồi đi tới. Ừ, cái gì? Này là mình phải chơi chỗ này. Ê! Rồi, lúc đó đúng lúc rồi đứa chơi rồi. Chơi hết cái con này thôi, mình chơi đi lại, mình đi lên nha. Đánh cái cây nè. Cái cây này rất là dữ nha, cái cây nó chiều mình có cái... Rất là dai. Mình phải đánh giáp nó cài với nó mới được. Mày nó dữ. Con ăn cái trên bờ đi. Máu nè, máu nè, máu nè, nhanh. Trời ơi, mất máu rồi. Nó còn trắng. Nó quẩn trắng. Nó quẩn trắng. Nó nói hơi bị nhiều. Cái thằng làng. Thằng làng núi. Nhìn xăm ra. Nhìn xăm vô cho bổ máu. Nữa kìa. Đi. Tới luôn đi, tới luôn đi. Tới gì nó luôn. Ôi, nó đi nè bên kia. Mày, chưa mày. Ôi, nó hoàng. Ôi, né nó ra đây cho đi chiêu dữ quá. Ủa, ba chơi hụt không vậy?
Hoa sinh. Nó biến thành đại dược ký nè, chắc chắn một đứa sinh bị nhầm như nó với con. Thề chi. Đó, biết ngay mà. Ha ha. Con. Ấy, trời ơi, ném cái tháp cái đẹp mà luôn. Cái gì vậy, nó chết tiệt kia. Mày, ba con lê nó lại được. Bóng cho tiệt kia mày hát. Đầy chưa bắt gì. Mỗi lần mà mình đứt nó biến ra đằng sau là lúc phải chạy liền. Bởi vì nó sẽ đe cái hát. Nó chơi nhanh thiệt. Thôi thì phải đúng rồi. Thế bà quạt nó lại. Rồi, với xe bị nhặn con. Mẹ ơi, tay dù ghi chắc chắn nó sẽ nhầm. Mẹ ra ra nó biết là nó chơi thì chiều dữ lắm. Con cú nó đứt một ngày. Cái gì đó? Đi con cô. Trời, cái bị chiều nó dữ thiệt. Để ra đây cái mồm ra phía sau nữa. Cái này nó có thương không? Không. Nó giống y chang với Đức nhưng mà nó hơi mộng da. Nó khác rồi, nó khác luôn. Rồi, đồng công đi. Có một cái người chết đó. Ủa, nó chết biến y chang luôn. Để bàn máu. Con là cái stand. Chưa, còn. Rồi, xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Chúng ta sẽ lưu lại. Các bạn muốn thích nhớ bấm cho bên đây một cái đăng ký. Xin cảm ơn, bye bye. Đó, mình đạt được đầy máu. Yeah, ba thưởng mạng luôn. Con mẹ cứt luôn nè.